chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay đến với tất cả mọi người thì xin thưa với tất cả mọi người, em có sản phẩm mới về kho, số lượng khá chi là nhiều và đại diện ở đây trên tay em đây là một mẫu sản phẩm rất là mới và muốn chi tiết và báo giá tới toàn thể các bác. Thì các bác có thể quan sát kỹ đây, đối với sản phẩm trên tay em đây là một cái quần bảo hộ để cho các bác chúng ta khi lội nước. Thì đối với sản phẩm này đi chi tiết về chất liệu như sau. Hàng này của nó thì toàn bộ là hàng hai lớp, một chất liệu nhựa PVC được phủ ở bên ngoài và bên trong có một lớp vải như này. Đối với sản phẩm này thì bao cho bác luôn, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, tại vì hàng này toàn bộ là hàng nhập khẩu hết. Đối với sản phẩm này có cả lỗ thông hơi ở trên cặp quần như thế này. Hàng này của nó thì làm sao ạ, toàn bộ ủng của nó là ủng đế kép hết, chống trơn trượt và chống ăn mòn cho mọi người rất là tốt. Thì đối với sản phẩm này các bác có thể quan sát này, ở trên cặp quần bao giờ cũng có dây rút như thế này. Như những cái hàng ủng thông thường ở trên thị trường Việt Nam đang đưa ra thị trường thì cái hàng đấy không bao giờ có loại dây rút như này, và ở trên cặp quần không có thông hơi, phải không mọi người ơi? Em nói thế có đúng không ạ? Nếu đúng các bác nhớ thả tim giúp em nhá. Và ở bên trong quần các bác nhìn này, chất liệu của nó này, đó, 100% là chất liệu vải hai lớp. Cái lớp vải này giúp thông thoáng, tỏa nhiệt cho chúng ta không bị bí nóng khi chúng ta mặc cái chiếc quần này. Và kiểu dáng của nó khá chứ là đẹp, toàn bộ là vải màu 3D như này, hết màu lá cây ngụy trang khá chứ là đẹp. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Quỳnh Phạm báo giá công khai ở tại cuối video, các bác cố gắng xem hết video giúp em nha. Và bây giờ Quỳnh Phạm sẽ đi mặc và cho các bác xem kiểu dáng về chiếc quần này này. Người em thì form người hơi nhỏ cho nên em mặc vào chiếc quần này thì nó cũng sẽ hơi bị rộng, cho nên mọi người xem thì mọi người đừng có cười em nhé. Đối với chất liệu này thì may rất là rộng rãi, các bác mặc thì thoải mái luôn các bác nhá. Đấy, người em hơi nhỏ và size này là size 40. Đối với sản phẩm này các bác mặc không bao giờ bị chật đũng đâu, tại vì các bác nhìn này, dáng quần, form quần rất là rộng rãi đấy, mọi người thấy không ạ? Hàng rất chi là đẹp như này các bác nhá. Đấy, rất là rộng rãi luôn. Em Quỳnh mặc lên các bác này, người em chỉ nặng được bao nhiêu, 47 cân thôi, và em mặc cái size 40 này thì nó đang là bơi ở trong quần đấy ạ. Nó khá chi là to. Và ở trên này có một cái dây rút này các bác này. Đấy, bụng tới đâu các bác rút vào, bao các bác luôn, lội bùn không bị tụt bụng luôn nhá. Tại vì nó có một cái dây rút này, các bác nhìn kỹ, em quay gần cho mọi người xem nha. Các bác nhìn chất liệu vải 3D này, trời ơi, đẹp xuất sắc luôn, trời ơi. Giá của nó chỉ có bao nhiêu ạ? Tí nữa xin báo giá, mọi người hãy cố gắng xem hết video nhá. Bây giờ Quỳnh Phạm sẽ đi xuống test nước cho tất cả mọi người nhá. Xin mời các bác cùng em đi xuống test nước nha. Đối với sản phẩm này thì các bác yên tâm nhá, không lo, không bao giờ là bị nước chui vào trong đâu, và nó rất là thông thoáng luôn các bác. Chúng ta, nhất là các bác ở chúng ta đi làm nghề săn bẫy ấy, các bác đi đánh chim này, hoặc là đi mò cua bắt ốc này, hoặc là đi nói chung là đi cày bừa ấy, nhất là các bác nông dân, chúng ta sử dụng dòng sản phẩm này thì khá chi là ok. Các bác nhìn này, nói chung là để ủng của nó thì không bao giờ sợ mà làm sao ạ, không bao giờ sợ lắm thủy tinh hoặc là gai đâu các bác nhá. Đây các bác nhìn này, chất liệu khá chi là đẹp luôn. Này các bác nhìn cặp quần của nó này. Đấy, buộc như này rồi, cú các bác có giảm xuống bùn không bao giờ sợ tụt chân đâu nhá mọi người nhá. Đấy, và kiểu dáng của nó rất là thông thoáng luôn. Đấy, nó có thoát hơi ở trên này này. Đấy, các bác nhìn kỹ này, nó có thông hơi ở trên này cho nên là không bị bí nóng đâu nhá mọi người nhá. Hàng này toàn bộ là hàng hai lớp hết, hàng này là hàng nhập khẩu. Và Quỳnh Phạm xin báo giá luôn, sở hữu một chiếc quần này giá chỉ có bao nhiêu ạ? 349.000, bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Và Quỳnh Phạm nói luôn, em có từ size 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Đấy, Quỳnh Phạm có tất cả 6 size quần cho tất cả quý khách hàng luôn. Các bác béo, gầy đều có thể bon chen được hết nha mọi người. Và vừa rồi Quỳnh Phạm đã đi một cái mẫu quần như thế này rồi, anh em có nhu cầu qua shop ủng hộ cho em nhá. Ngoài sản phẩm quần 3D này ra, em có cả yếm 3D, mọi người có thể vào ấn đăng ký kênh để xem những video hàng ngày lên sóng cho tất cả mọi người nha. Xin chúc tất cả các bác chúng ta xem video vui vẻ. Nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh Phạm nhá. Chào nể các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.